Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Kính chào quý vị và các bạn. Thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn dồi dào sức khỏe và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Hậu quả khôn lường khi ăn chín loại trái cây này vào buổi tối, nhất là số 6. Quý vị và các bạn thân mến, trái cây là loại quả chứa nhiều dinh dưỡng và cung cấp vitamin dồi dào cho cơ thể. Nhưng một số loại trái cây dùng sai thời điểm không đem lại tác dụng tốt mà còn gây nên hậu quả nghiêm trọng. 9 loại trái cây không nên ăn vào buổi tối. 1. Sầu riêng. Mặc dù sầu riêng là loại quả giàu dinh dưỡng, là phương thuốc chữa ho, bệnh ngoài da hiệu quả, nhưng ăn nhiều sầu riêng cũng không tốt, gây nóng trong người, dễ gây mụn nhọt. Sầu riêng có hàm lượng protein và chất béo không cao, nhưng lại là loại quả chứa hàm lượng đường cao, 2/3 là đường. Đối với những người có lượng đường huyết cao, bị bệnh huyết áp thấp hay huyết áp cao, tim mạch, ăn sầu riêng buổi tối nên rất thận trọng. Nếu muốn ăn sầu riêng thì phải giảm bớt lượng cơm trong khẩu phần ăn đi, tránh hấp thu năng lượng quá mức vào buổi tối. Ăn sầu riêng vào buổi tối còn rất dễ gây nên tình trạng xơ vữa động mạch. 2. Xoài. Xoài là loại quả phổ biến ở vùng nhiệt đới, là nguồn cung cấp dinh dưỡng tuyệt vời cho cơ thể. Xoài đáp ứng đủ nhu cầu hàng ngày về vitamin C, 20% folate, 10% vitamin B6, 35% vitamin A, 8% vitamin K và cung cấp kali cho cơ thể. Khẩu phần xoài trung bình có chứa khoảng 100 calo, 1 gram protein, 25 gram carbohydrate, 3 gram chất xơ, 0,5 gram chất béo, 23 gram đường. Xoài có nhiều chất tác dụng tốt tới cơ thể. Chất oxy hóa trong xoài như zeaxanthin giúp lọc những tia sáng xanh làm hại mắt, làm thoái hóa điểm vàng khi về già. Xoài còn chứa beta carotene ngăn ngừa bệnh hen suyễn, kìm hãm sự phát triển của tế bào ung thư. Ăn nhiều xoài vào buổi tối, hàm lượng đường trong xoài khá cao sẽ là nguyên nhân dẫn đến một số căn bệnh nguy hiểm đối với sức khỏe như tiểu đường, mỡ máu, v.v. Nên tốt nhất không nên ăn xoài vào buổi tối để tránh tình trạng lượng đường tích tụ cao trong cơ thể. 3. Thanh long. Thanh long là loại quả chứa nhiều vitamin như C, B1, B2, B3 và các vi nguyên tố như canxi, phosphor, sắt, v.v. được xem là loại trái cây hỗ trợ tốt cho quá trình giảm cân, chống táo bón. Thanh long cũng là loại quả có lượng đường cao, nên các chuyên gia khuyến cáo cũng không nên ăn thanh long vào buổi tối. Đặc biệt, đối với những người rối loạn đường ruột, tiêu chảy nên tránh xa loại quả này sau bữa tối. 4. Bơ. Bơ là loại quả được sách Guinness đánh giá là loại trái cây có chứa nhiều chất dinh dưỡng nhất. Hàm lượng dinh dưỡng trong 100g quả bơ chín có chứa 60g nước, 2.08g protein, 20.10g lipid, 7.4g glucid, chứa nhiều loại khoáng chất như canxi, vitamin A, B1, C, P, Fe, v.v. Bơ có tác dụng làm giảm cholesterol và mỡ trong máu, hỗ trợ hệ thống tim mạch, huyết quản, gan, dạ dày. Ăn bơ mỗi ngày giúp bồi bổ cơ thể và mang đến cho bạn làn da khỏe mạnh. Tuy nhiên, vào buổi tối, lượng mỡ thực vật nguyên chất tích tụ trong bơ là nguy cơ gây tăng huyết áp và tăng cân. 5. Dứa. Dứa là loại quả hàm lượng đường khá cao, không tốt cho người tiểu đường, những người mắc các bệnh về thận. Dứa chứa khá nhiều chất gây dị ứng, nên nhiều người nhạy cảm nên cẩn thận khi ăn dứa. Loại quả này chứa hàm lượng axit tương đối cao, có thể gây ra tình trạng đau dạ dày nếu ăn vào khuya muộn. 6. Măng cụt. Măng cụt cũng là loại quả chứa nhiều chất dinh dưỡng và một số loại vitamin thiết yếu như B1, C, chứa nhiều chất đạm, chất béo, canxi, sắt, chất xơ. Măng cụt còn chứa hỗn hợp kháng thể xanthôn có khả năng diệt khuẩn, nên bổ sung loại quả này vào thực đơn tráng miệng. Ăn 4 đến 5 quả vào 3 ngày rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên,
Loại kháng thể Sartan này có thể gây nên tình trạng ngủ chập chờn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến giấc ngủ và sức khỏe của bạn vào sáng hôm sau nếu bạn ăn loại quả này vào buổi tối. Ngoài ra, ăn măng cụt vào buổi tối có thể gây ngộ độc. 7. Quả na. Quả na thành phần nhiều nhất là vitamin C. Ngoài ra còn chứa nhiều chất xơ, carbohydrate, kali. Ăn na thường xuyên có thể giúp tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể. Na phù hợp với người ăn kiêng và có ý định giảm cân, do trong na không chứa chất béo, bão hòa và cholesterol. Tuy nhiên, na cũng là loại quả có lượng đường cao, nên ăn vào buổi tối có thể gây ra một số bệnh về tim mạch và làm rối loạn tuần hoàn. 8. Nước cam. Không nên ăn và uống nước cam vào buổi tối, do nước cam có tác dụng sinh tân dịch và lợ tiểu, sẽ khiến ban đêm đi tiểu nhiều, gây mất ngủ. Ngoài ra, nếu ăn cam hoặc uống nước cam trước khi đi ngủ, lượng axit trong cam sẽ bám trên răng và làm hỏng lớp mang răng. 9. Nho. Theo nghiên cứu, nho là một trong số những loại trái cây có khả năng chống oxy hóa, ngăn ngừa một số bệnh về tim mạch và mạch máu não. Nho còn chứa axit malic có tác dụng giảm các vết ố vàng trên răng, giữ cho răng trắng sáng. Người mắc bệnh tiểu đường không nên ăn nhiều nho vào buổi tối, do nho chứa hàm lượng đường khá cao. Ngoài ra, nho còn gây nên tình trạng mất ngủ vào ban đêm. Mẹo lựa chọn trái cây ngon, đạt chất lượng. Xoài. Nên chọn những quả da căng bóng, màu vàng sáng, tránh những quả da bị thâm, đen, vỏ nhăn, nhũn. Na. Nên chọn những trái mắc nở, tròn đều, màu trắng ngà. Không nên lấy những quả bị thâm đen và nứt do quá chín hoặc do quá trình di chuyển. Dứa. Dứa ngon, ngọt, là quả mắc to, đều, chín vàng, những quả tươi, thơm, không quá cứng cũng không quá mềm. Chọn những quả nhắn ngón tay vào, vỏ không bị lõm vào. Măng cụt. Chọn những quả đường kính chừng 4-5cm, cũng không bị héo, vỏ bóng, màu nâu sậm, không lốm đốm các vết trắng. Sầu riêng. Chọn những quả không bị nứt ra. Khi chọn, nên lắc thử, vỗ nghe âm trầm. Nếu bên trong cảm giác lỏng, rung thì quả sầu riêng ấy ngọt và béo. Nên chọn những quả có gai nở tròn trịa, không bị xước, thủng sâu. Bơ. Cầm bơ trên tay để thử. Chọn những quả nặng và chắc tay, không bị nhũn, không bị ụp. Nho. Chọn những chùm cuốn xanh, tươi, quả không bị dập, nát. Thanh long. Nên chọn những quả có vỏ màu đỏ sậm, mỏng da căng mọng. Chọn những quả tròn càng ngọt. Chọn những quả thanh long có tai màu xanh, không quăng queo, khô héo. Cam. Chọn những quả cam vỏ mỏng, có màu chín, có đốm vàng. Không nên chọn những quả có màu vàng hết, độ to vừa cầm. Ăn trái cây không phải lúc nào cũng thích hợp đâu nhé. Hãy biết ăn trái cây đúng thời điểm để phát huy những lợi ích dồi dào mà trái cây mang lại cho sức khỏe và sắc đẹp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ kênh và nhấn vào chuông thông báo để nhận được những video mới nhất và hay nhất của Sức Khỏe Tự Nhiên. Cuối cùng, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.